Ok, hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với trực tiếp game. Ôi, sorry anh em, chút nay tôi hơi muộn tí các bạn. Tôi đi làm về xong mệt quá. Đi làm về hơi mệt thành ra là ngủ một giấc bây giờ mới dậy. Để làm livestream cho anh em xem. Anh em thấy tôi khổ không? Đi rửa bát về xong lại mệt vẫn phải lên chơi. Sợ anh em đốt nhà lắm. Ok. Cái một ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi tiếp cái con Tây Du Ký thời hiện đại nhá, Enslave. Con Enslave. Con này tôi nghĩ là nó cũng sắp phá đảo rồi. Tại vì hôm trước chơi thì thấy anh em bảo là đến cái đoạn mà gặp thằng bát giới là có vẻ như chúng ta sắp phá đảo. Nhưng mà tôi thì thấy không biết có phá đảo hay không, nhưng mà có vẻ như cuộc tình tay ba trong game này càng ngày càng gay cấn. Thanh niên bát giới bắt đầu yêu Đường Tăng rồi. Và nhìn nhìn thanh niên Tôn Ngộ Không con mắt thù địch lắm. Trong chuyện đấy, bát giới nhìn mẹ thù địch không? Nhìn thấy Đường Tăng với Tôn Ngộ Không đẹp đôi quá hả? Trong chuyện thì coi như là hai đồ đệ cùng đưa thầy đi thỉnh kinh. Trong game thì mẹ chỉ soi nhau vì gái thôi. Game này làm mất hết cả hình tượng. Nhiều anh em bảo tôi là chơi con này mất hết cả hình tượng tuổi thơ. Rửa bát mà mệt à? Ôi rồi ơi, thế thì anh em đi rửa bát thử nhé. Mỗi ngày tôi cứ cho anh em rửa khoảng tầm, tôi chưa nói đến hàng nghìn cái bát, tôi chỉ cần cho anh em rửa một ngày khoảng tầm 100 cái bát thôi là anh em đã đủ sun chim vào luôn. Rượu dã chim luôn, không còn sức để mà quay tay luôn chứ anh em tưởng. Ok. À, phần trước là chúng ta đã lấy được cái từ từ tôi chỉnh cái chuột đã, có vẻ là hơi hơi nhạy. Phần trước là chúng ta đã lấy được cái đồ, một số cái đồ cần thiết để thằng bát giới nó bảo là chúng ta đi làm cái loại vũ khí có sức công phá đặc biệt. Hôm nay chúng ta sẽ đi kiếm tiếp xem là cái gì. Ôi, thằng bát giới nó sẽ bảo vệ mình từ đây, kinh không? Bát giới ở trong bát giới trong chuyện chơi bồ cào, còn ở đây là chơi. Ôi chết rồi, tôi hết mất đạn stun rồi, vãi. Thôi phải ra lệnh. Nhanh. Chạy nhanh. Bố láo này. Rồi, có đạn đấy rồi. Láo này. Thằng kia bắn nhiều này. Bắn nữa. Bắn nhanh nhiều. Láo này. Bộ không trong này là thiết bảng là bắn được anh em nhé. Ủa đồng thế. Đồng vãi cứt. Ủa vai. Đứng trên bắn này. Anh em có giật lag gì không? Giật lag à? Rồi, chạy đã. Tôi thấy bình thường mà anh em, có giật lag gì đâu. Kinh không? Bắt giới mẹ bay như khỉ. Trông cái chân. Hôm nay lag à? Hôm nay chắc là thời điểm mà mạng đang cao điểm, anh em thông cảm. Thành ra nó lag. Mọi hôm tôi thấy mượt, hôm nay hiểu sại lag nhỉ. Rất bực mình. Gọi tiếp viện hả con?
bố láo này. Không hiểu mình đang chơi Tây Du Ký hay là đang chơi mẹ game bắn súng này nữa. Ôi, bắn đau thế. Từ từ cưng. Ôi mẹ, đông quá. Ôi chết rồi. Chết rồi, chết. Bình thường gì? Đạn vẫn đang bình à? Mạng vẫn bình thường gì? Chỗ này tôi lao lên sớm quá anh là bị bắn chết. Bắn nhiều này. Bắn nhiều. Chỗ này khó phết đấy. Đùa đó. Bắn nhiều. Nổ đấy. Bắn nhiều. Khẩu su đông thế. Bắn nhiều. Rồi xong rồi. Thằng Ngộ Không này có chim không á? Anh em toàn thắc mắc cái câu nghe vãi trường. Thắc mắc tụi không có chim không mới kinh. Từ tôi đi ăn đạn á. Ủa ai lại nhớ về kiếp trước á? À? Kiếp trước của tụi không đi ô tô. Anh em mà xem những cái phần trước tôi chơi là Ngộ Không nó còn có kiếp trước. Là một người bình thường thôi. Sống trong xã hội hiện đại của nước Mỹ. Bây giờ là thời hậu tận thế. Hey, what'd you do? What the hell? The power must have shorted. How do we get out of here? Sập điện rồi. Làm nào chúng ra khỏi đây tôi không biết. Bị nó sập điện vào trong bẫy rồi. Tối quá không nhìn thấy gì. Doesn't smell too good either. Thằng nào sớm mông tôi đấy? Không phải tôi. À đây. Cứ tưởng mấy thanh niên mẹ lợi dụng sờ mông mẹ đường tăng. Không bắn được đường tăng anh em ạ, nó chỉ cho bắn địch thôi. Nó chỉ cho bắn địch thôi, còn muốn bắn đường tăng phải dùng cái thiết bản đặc biệt cơ. Muốn bắn đường tăng phải dùng cái thiết bản làm bằng thịt thì mới bắn được. Thiết bản này làm bằng thép không bắn được đâu. Cái gì đấy? Wow. Đẹp thế. I don't know. Cửa thung lũng có cả suối ấy. Suối sủng các kiểu kinh phết. Tôi thấy bảo là đến cuối tháng 3 này mới sửa mạng được đúng không anh em? Cuối tháng 3 mới khắc phục được. Vì nó đứt hai tuyến cáp liền. Đứt cái cáp liên Á với lại cái cáp quái gì. Không, nó không cho nhảy xuống, nó không cho nhảy xuống. Tôn Ngộ Không này là nam hay nữ hay là BD? Biết nào được. Nhưng mà đeo cái khăn đằng sau màu hồng này thì chắc là BD rồi. BD mới thích màu hồng chứ. Anh em thấy cái khăn vắt vẻo đằng sau không? Đấy, khăn đấy màu hồng thì chứng tỏ thanh niên này màu hương BD rồi. Cái gì đấy? Thằng bắt dưới toàn ở trên thôi, bắn súng ngắm thôi. Từ trên bắn xuống, ấy là kinh không? Lăn lộn như thật. Từ từ tôi nâng cấp phát. Xem mình nâng cấp cái gì. Ở đây, tăng stun lên.
Fire rate. Tăng fire rate lên được. Ok. Cộng cái phòng thủ nhỉ? Đây. Cộng hết mấy cái này luôn đi. Block strength. Bây giờ gần như mình full rồi ấy. Giờ gần như mình full skill rồi. Full hết rồi. Hết rồi. Ok. Không phải màu hồng á. Màu hồng to như thế này mà không phải màu hồng. Game này mắc chán. Chán S ơi. Ôi chán đi ngủ thôi. Chán đi ngủ ngay. Tôi là tôi thương cái khoảng thời gian của anh em. Tốn thời gian vì xem cái game chán như thế này. Anh em nên đi ngủ cho đỡ tốn thời gian của bản thân. Giữ sức khỏe. Cứ game chán là đi ngủ ngay. Ô cái gì đấy. Hey Trip. Do you ever get the feeling that destiny holds you in the palm of its hand? Yeah. Ôi, bàn tay Như Lai. Bàn tay Phật tổ này có 5 ngón này đúng không? Đúng rồi, y hệt trong Tây Du Ký luôn. Thằng tụ không nó bay cái cân đẩu vân vào trong cái đề 5 ngón tay của Đường Tăng ấy, à của Như Lai này. Vãi, đúng kiểu tích trong Tây Du Ký luôn. Quả đấy là thanh niên tụ không bay đến xong rồi tưởng đấy là cái cột chống trời ấy, mẹ vạch chim ra đứng đái. Xong rồi bị Như Lai nhốt luôn. Đúng rồi anh em. Chuẩn luôn. Thôi rồi xuống xem. Đúng là tay Như Lai đây rồi. À đây là cái pin đó. Cái cục pin năng lượng bọn này cần. Tôi nghi lắm. Xuống lấy thế nào cũng bị úp tay cho mà xem. Thế nào cũng bị úp sọt cho mà xem. So I should just don't get it, right? Yeah. Tao không đi đất. Đường Tăng lại đi giày, hai thằng này đi đất trông khổ á. Tôi nghĩ nào bị úp sọt trong này. Oh, one thing, monkey. What? Có một điều nữa. Hãy cẩn thận cái con Rhino á, con tê giác á. Tê giác nào đấy? Ôi ơi, thì xong tôi rồi, mẹ. Ôi. Ôi, tê giác vãi. Chùm. Boss đây rồi. Cô anh ơi. Cô anh ơi. Ê, 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 ê. Ấy rồi. Không đánh được thế nào? Có phải bắn vào cái này. À bắn vào cái này khi nó chạy đến. Ok. Rồi. Chết cha mày đi. Thằng kia ném xuống cho tao. Đây rồi. Chạy vào đây cưng. Hai phát. Đổ chưa. Bắt giới ném được xuống đây nhanh lên. Ôi 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 ôi. Đây rồi. Chạy ra đây. Bắn trượt mới đau. Để dùng cái này mới đánh được, đánh tay không đánh được với cái con này đâu. Xong phim chưa? Nó to chưa? Cái quả bom nó không đủ sức mạnh. Cần cái gì to hơn. Cái gì to hơn?
Ủa cái gì đấy? Tấn công cái này. Ê! Cho con này tấn công vào cái này. Cho nó hút vào cái này. Hút đi cưng. Hút vào đấy. Chết cha mày đi. Xổi ôi. Nổ chưa? Ôi phải bắn vào cái này à? Xui lắm trò thế. Ủa. Từ từ em ơi. Cho lao đây đã. Chỗ nào nhở? Thì chỗ nào bắn thế nào? Bắn vào đâu nhở? À, cho rơi kia xuống mà. Tôi cuống mẹ rồi. Lao đây. Không nhìn cao lên được mới đau chứ. Không kéo cao chuột lên. Nó chỉ cho đến nhìn như này thôi. Có cái thùng á? Không cho kéo cao chuột lên đi chứ, mày khổ. À đây. Phải ngắm mới được. Được rồi, ok. Lao đây đi em. Cái đỏ đỏ cái nào anh em? À đây rồi, nhìn thấy rồi. Đâm cho. Được chưa? Mẹ ơi. Rồi chưa? Lắm trò thế. Rồi. Đúng rồi, phải ngắm mới kéo chuột lên. Lao đi cưng. Lao đi. Khổ vãi cứt. Wait. Như nào đấy? À đây, thoát khỏi đây rồi. Lên cái ngón tay. Ủa nhá. Con kia đang hút cho đổ cái này xuống ấy. Như nào đây? Ây à. Úi xổi ôi. Ôi thì hóa ra là dùng ngón tay của Phật tổ để đè chết con tê giác à. Thằng tội không đang bực thằng bắt giới. Đang chửi thằng bắt giới là mày muốn tao chết đúng không?
Even if you had no sense, you wouldn't be trying to hit on a girl who has just lost her father. So that's your game, huh? Huh? The shoulder to cry on. Đang cãi nhau về con kia. No, no, like a pig. Rồi đã chết đâu? What? Cá đầu văn đây rồi. Đuổi theo nhanh. Con khốn nạn này. Nhanh lên. Buông vợ tao ra. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cái chạy nhanh thế. Này đuổi đéo kịp được. Đây rồi. E luôn. Đường tăng cưỡi ngựa giỏi thế. Thế mà không rơi. Ủa xong rồi. Cứu rồi. Đuổi theo sấp mặt lờ. Sư thằng bắt rơi nó cười kìa. Nghe giọng cười. Thanh niên lại ghen rồi. Thanh niên lại ghen rồi. Nhìn thấy cặp đôi lại ghen rồi. Đây đúng là cuộc tình tay ba. Bắt rơi á, yêu Đường Tăng ghen với Tôn Ngộ Không. Cân đổ văn trong này kinh lắm. Cân đổ văn trong này là đĩa bay, anh em thấy kinh. Ấy à. Gì này? Phi thuyền à? Ấy à. Cái này là bạch mã rồi, đây mới là bạch mã anh em ạ. Đây mới là bạch mã. Có Tôn Ngộ Không chưa bắt giới, không có Satan nhưng mà có bạch mã. Bạch mã bay trên trời luôn. Chapter 12, con đập. Giờ Đam là con đập đúng không? Ủa cái gì đấy? Theo tính toán của tôi, chúng ta còn 1200 dặm nữa. Kết quả mẹ máy bay của bát giới kinh thế. Vì sao các anh muốn muốn lên cái tàu của chúng tôi? Bọn lính ở dưới đang hỏi xem là cái tàu của mình là ai. Đang nói phét nó để mà tiếp cận được cái phi thuyền của bọn người máy. Rồi bắt mình gửi cái code rồi. Bắt mình gửi mật mã hạ cánh rồi, thôi xong tôi rồi. Nếu mày không gửi được mật mã hạ cánh cho nó thì nó sẽ bắn mình. Thôi xong. Mật mã của tôi là 1 2 vãi. Ôi phải, đúng luôn chứ. Mật mã 1 2 là đúng mới kinh chứ. Mai cái trường. À đây bọn này nhảy. À bị bắn rồi, bị bắn rồi. Coi nhìn như kiểu cái máy của Son Goku ấy nhở. Giống cái phi thuyền của Son Goku nó hạ cánh xuống trái đất ấy. Ấy là. Hai thanh niên. Chui vào cái đây là cái tàu cứu nạn đúng không? Tay của anh đang ở ngay trên chim tôi. Ôi vãi. Tay của thanh niên tôi không đang để trên chim thanh niên bắt giới. Khổ. Đây là chỗ nào đây?
cái gì này? Béo quá đấy, chui vào được. Béo quá không chui vào cái đường đấy được. Đi đường khác. Mẹ dắt theo thanh niên bát giới này mệt phết. Thằng Ngộ Không rửa tay chưa đấy? Đây, có nước đây, rửa tay tí đi. Tay vừa mới cầm vào chim. Rồi. Chim lợn khai lắm. Trông cái dáng nó chạy. Ăn nói tế nhị tí nhé, đang xem cả vợ mới kinh nhỉ. Rồi ơi. Tôi dịch chuẩn luôn, từng câu từng chữ luôn. Tôi có dịch đều đâu. Thằng này sờ vào penis của thằng bắt giới mà. Cái gì đây? Đây là cái vũ khí bí mật đấy. Như kiểu con robot ấy. Mình đang chơi Transformer hay là chơi Tây Du Ký này. Đằng trước kinh âm, nhìn thấy cái mặt của thằng robot không? Có hai con mắt đi kìa. Đó, đây không phải là... đây kiểu con gì ý. Đầu con robot đây đúng không? Transformer rồi. Trưởng. Okay. Go and have a look. I'll stay here on the console. Giờ sao? Cái gì đấy? Okay, let's see. Kinh ông dàn máy móc phía dưới đấy. Look, the rails lead to that door. That must be the airlock. We need to get the sub down there and get that door open. Mình phải đi lần theo cái đường màu đỏ đỏ kia rồi. Mở cái cửa ra. Giờ sao? Ôi vãi. Lại trượt cùng nhau trông kìa. Mẹ. BD vãi. Ơ. Tổ sư nó bắt dưới, nó có cái kia nó chạy sang trước kìa. Mình đi đâu đây? Thằng này đang chỉnh cho cái cho quá tải điện. Đừng có vội hoảng hốt. Chúng ta đang sử dụng một cách rất là thời thượng. Chúng ta sẽ dùng cái vụ nổ để thổi tung cái cánh cửa đấy ra. Thằng bắt giới nó cố tình nó làm cho quá tải. Đang nổ cái cánh cửa kia. Giờ sao? Okay, apply power. Di chuyển cái này đến đúng chỗ để mình đi đúng không? The sub is blocked. But hang on. There's a turntable system on each side of the room. Mẹ đoạn này nhìn trông rắc rối thế. Tôi chơi game đã ngu chớ. Rắc rối vừa phải thôi. Nhìn đã thấy hoa mắt rồi. What the hell? À, giờ phải nhảy lên cái đỏ đỏ kia đúng không? Đây, leo đây. Xong rồi leo lên cái đỏ đỏ đúng không? Ô, đi nhầm rồi. Tổ sư.
Anh em thông cảm. Cái cửa kia là cái chỗ mà mình sẽ đi đến lúc cuối cùng mới là mở cái cửa đấy. Tìm cách leo trên kia. Đây rồi. Leo trèo trong này kém quá thì ăn chết đâu. Đây đây, gạt này xuống. Sang bên kia bật nút cái kia đúng không? Cái này là có tác dụng như nào nhỉ? Đường tăng ở đường kia nó điều khiển rồi. Bảo nó gặp tiếp à? À há, đây rồi. Có cái lên rồi. Lên đây luôn. Rồi gặp đi em. Gì đấy? Một con đập ngày xưa, đúng không? Con đập. Reverse. Game từ 6 năm trước giờ mới chơi thì đúng thế mà. Game này nó cũ rồi. Tôi căn bản là ngày xưa 6 năm trước thì nhà nghèo quá, làm gì có tiền mua máy chơi game để chơi đâu. Cho nên là đành phải đợi đến 6 năm sau mình có tiền để chơi, anh em phải thông cảm chứ. Kẹt mẹ đây rồi. Game này như shit. Gameplay chả hấp dẫn gì cả, S ơi. Đi ngủ thôi, rồi ôi. Anh em nói thế tôi phải chơi cả 2k con này thôi. Có anh em bảo sao giống full out thế á? Giống full out là như nào? Forward. Nào nhỉ? Không hiểu lắm. Ta đến chỗ kia là bị kẹt đúng không? Anh em thử gợi ý cho tôi chỗ này như nào đấy. Tôi đã không hiểu lắm về cơ chế của nó. Không hiểu lắm. Đúng rồi, phải bật cái bên kia. Nhưng mà làm nào để sang được bên kia ấy chứ. Tôi đã không biết làm nào sang được bên kia. Tôi biết là phải bật cả hai bên mà. Đây là tôi đã không hiểu rõ lắm là. À ha, cái này nó sẽ xoay đầu. Xoay đầu cái này. Trip reverse. Forward. Không xuống chạy bộ được. Không có đường sang bên kia ấy. À được rồi, tiến được rồi, tiến được rồi. Để xoay đầu cái kia, ok ok. Hiểu rồi, sang đây rồi. Tổ sư lắm trò thế. Ok, sang được rồi. Không phải, mình dần xoay đây là được. Platform around though. There's a catwalk above you.
Đây phải làm như nào lên được trên cái phải lên được cái dây màu đỏ đỏ kia đúng không? Anh em ơi, bình tĩnh, tôi đang tập trung này xem nó giải như thế nào. Hình như mình phải lao được trên cái cục kia đúng không? Cái cục đang treo lên cái dây màu đỏ kia đúng không? Chắc thế chứ. À, phải gạt thôi, phải gạt phát nữa rồi. Forward. Đi ngược lại đúng không? Quay lại cái xe cũ à? Quay lại cái xe cũ gì? Đây, tôi điều khiển quay lại cái xe cũ như nào? Reverse. À, đây là kẹt rồi. Forward. Đúng rồi, quay lại cái xe cũ thì đúng rồi, mà làm nào quay lại cái xe cũ? Forward. Nó dừng ở đây làm nào quay lại cái xe cũ anh em? Hai cái màu xanh á? Để đèn xanh hai bên cùng nhau gì? Nhưng mà cái bên kia nó có cho mình gạt nữa quái đâu? Cái thanh gạt ở bên bên chiều bên kia nó có cho mình gạt nữa quái đâu? Ý anh em lại quay cái này cái gì? À đây, nó vẫn cho mình gạt, tổ sư quên mất. Ok ok ok, tôi cứ tưởng là không gạt được nữa. Forward. Được rồi, ok rồi. Rồi sang bên này gạt tiếp đúng không? Trip reverse. Anh em cứ bình tĩnh, dục tốc bất đạt. Rồi ok. Quay được chưa? Nhưng không phải gạt cái này đúng không? Sang bên này xong như nào? Gạt này xong như nào? Xem có nhảy lên đỉnh không á? Đây tôi xem. Cứ cho nó tiến đi đã. Đây này. Anh em bảo là từ đây xong rồi xem có lên được trên đỉnh không á. Không trèo đến đỉnh được. Không có chỗ nhảy. Làm cách nào đưa trái bom màu vàng trên dây màu đỏ vô được cái lỗ có sẵn 5 trái? À.
Bên tay trái có đường đi xuống á? What the hell? Gì có đường nào đi xuống? Lại lùi về à? Ở đây không có chỗ nhảy lên rồi. Là lùi về thôi chứ còn gì nữa. Ý là đưa cái màu vàng kia vào trong cái ô kia đúng không? Đèn xanh xoay vào trong cả hai á. Cuối bên kia có chỗ leo á, đâu làm gì có chỗ nào leo. Chui vào cái lỗ á. Nhưng bây giờ phải gạt cái này tiếp chứ. Tôi nghĩ phải gạt cái này tiếp hay sao? Cần gạt bên kia có lối đi á. Cần gạt bên kia làm gì có lối đi. Có mỗi kia không thôi mà. Làm gì có lối đi đâu anh em. Cho vào cái lỗ cuối trên kia thôi đúng không? Đấy, cho thành màu đỏ rồi đấy. Forward. Reverse. Gạt rồi cho nó chạy vào đâu. Tức là mục tiêu của mình là cho cái nó đang treo trên cái dây màu đỏ kia nó chui vào trong cái lỗ kia đúng không? Vấn đề là tôi đã không biết làm nào để nó chui vào trong đấy. Chui vào lỗ bên phải á? Lỗ bên kia á? Anh em bảo lỗ nào cơ? Gạt cả hai màu đỏ gì? Sao cả hai bên đều phải là màu đỏ gì? Cho cái màu xanh thành màu đỏ á? Sao có đường? Tôi chả hiểu như nào. Trong kia quái có đường. Đây tôi thử chui vào trong kia nhá. Nhầm rồi. Cho cái xe màu đỏ chui vào lỗ gì. Đây tôi cho cái xe màu này chui vào lỗ nhá. Trong này em chỉ có đường đi đâu. Phải cho cả hai bên màu xanh á. Đây nhá, trong này không đi được rồi nhá. Này không có đường đi trong này rồi. Nhảy xuống không nhảy được. Chỉ có quay lại đây thôi. Cho hai cái màu đỏ á. Hai cái màu đỏ thì không được. Cho hai cái màu xanh gì.
Đây nhá, tôi quay lại bên kia trước nhá. Forward. Đây, quay lại bên này trước nhá. Reverse. Đây đúng không? Chỗ này là không có đường đi nào khác rồi nhá. Bên này không có đường đi nào khác rồi nhá. Bên này hết đường đi rồi. Mục tiêu của mình là cho cả hai cái vào lỗ gì? Cho cả hai cái vào lỗ à? Ok, tôi thử xem. Cho xe vào lỗ rồi gì anh em? Tôi cho cái xe bên đấy vào lỗ, bên phải vào lỗ ở đây. Giờ sao nữa? Vào trong còn lối nhảy lên á? Trong cái lỗ kia có lối nhảy lên á? Đâu, tôi thử xem. Quái có lỗ nào nhảy lên đâu? Đây, tôi xem đầu này có lỗ nhá. Anh em bảo có lỗ. Trong này này, trong này em chỉ có đường đi đấy, cho anh em xem trong này không xuống được nhá. Không được. Cho cả hai xe đi về hướng lỗ đúng không? Chứ không phải là mình làm sao mình vào trong này được. Bên trái màu xanh, bên phải màu đỏ gì? Đây, bên trái màu xanh, bên phải màu đỏ rồi. Chuyển cho hai cái màu xanh, lúc nãy vừa hai cái màu xanh xong có được quái đâu. Hai xe vào lỗ á. À, có đường để đi được sang bên kia ấy nhỉ. Để tôi xem có đường nào đi đứa này không. Không đi vào đường ray được. Nó có cho mình xuống cái gì đây? Nó có cho mình đi xuống rừng dây quái đâu. Hai cái màu xanh gì? Đây nhá, tôi cho hai cái màu xanh nhá. Đây đúng không? Rồi cho lùi nhá. Okay, trip reverse. Vướng rồi. Hai xe nó không vào được. Forward. Forward. Ừ.
tôi gạt thử xem nữa. Hai cái này cùng màu xanh thì có được quái đâu. Hai cái đèn xanh không được cái gì cả. Gạt cần đỏ lên rồi chạy ra giữa. Bên trái màu xanh, bên phải màu đỏ. Đi xe bên phải tới cuối đường á. Rồi ok. Đấy, có một anh em comment ở phía cuối đường, nó có một cái ấy. Nó có một chỗ để mình leo lên đi. Mà nó phải có một cái chỗ để mình leo lên chứ. Đây, tôi thử xem. Có anh em bảo tôi là đi đến cuối đường là có một chỗ để bên phải để leo lên. Ở đây đúng rồi, đây mẹ, đúng rồi, chỗ này mới có chỗ để leo tổ sư. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà không có chỗ để leo thì sao mà đi được. Đúng không? Rồi mình phải leo lên trên này. Đấy. Chứ còn nếu mà chỉ đứng ở kia chỉnh thôi là sẽ không thể nào được. Ơ sao nó không cho mình xuống? Chưa? Đây bây giờ mình chỉnh cho cả hai cái đều đỏ đúng không? Được rồi, tôi nhầm. Cho cái này lùi lại đã. Đấy, bây giờ mình cho hai cái màu đỏ được. Đấy, chưa, hai cái màu đỏ là cùng được rồi đúng không? Xong mình cho nó reverse là xong đúng không? Rồi. Bây giờ mới đưa cái này sang bên này cho nổ. Mẹ. Không nhìn ra cái đường kia khổ thế. May em có anh em mẹ chat rõ ràng thì tôi mới nhìn thấy. Nãy giờ cứ xanh với đỏ. Tôi bảo rồi, năm cha ba mẹ khổ lắm. Cứ phải thỉnh thoảng nhìn có anh em nào comment nó phải gọi là đầy đủ các thứ nó mới chuẩn được. Rồi là quay lại bên kia thôi. Get up there. You'll have to follow the sub on foot. Stand back. Pixie's gonna blow the doors. Ôi, nó bảo là mình phải lùi lại. Như tôi nói cho nổ cái cửa. Ok. Ngon rồi. According to the schematics, we just need to ride this down to the airlock. Then we'll be in the open water. Sounds easy enough. One thing I've learned over this journey is, it's never easy. Tôi cảm ơn anh em rồi mà. Ủa lại cái gì đấy? Oh, there's a lot of mechs down there. They're on to us. Trip, get the hatch open. We'll be safer inside. I'll try. Bắn nhau rồi. Con rời này. Đổ chưa?
bắn nhiều rồi. Nổ chưa? Nhiều lúc chơi game nó phải mất đến vài chục phút chỉ vì một cái chi tiết là chuyện bình thường mà anh em. Chuyện bình thường thôi. Một cờ gì nhìn kinh này. Cờ này hình chữ L đúng không anh em? Cái tổ chức này nó thờ cái L rồi. Mẹ, cờ in hình chữ L luôn. Vãi trưởng. Cờ xanh xong rồi in hình chữ L. Vãi trưởng luôn. Ok là. You need to help me out here. Just press the blue button. It's not working. Have you tried turning it off and on again? No, hold on. It wasn't actually switched on. Rồi mở này ra cho cái này nó đi qua. How are you getting on with that hatch, Pixie? I'm trying. Try harder. Ủa ơi, cái gì đấy? Ôi thôi, bắt giới xong rồi. Ủa, cái gì đấy? Ôi trời ơi, không nhanh là thằng bắt giới chết. Đi đâu ấy, đi đâu ấy, đi đâu, 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 đi đâu. Tổ sư cuống mẹ rồi. Ở đây. Nhanh, 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 nhanh. Bắn cái gì? Ở đây. Chết bố rồi. Vãi. Vàng thì thành hồng, đỏ thì thành xanh á. Tổ sư bắn ở chỗ nào nhỉ? À đây, nhảy sang đây chứ. Nãy nhảy nhầm. Đây rồi. Bắn nhanh. Ây ây ây. Từ cưng. Tiên sư mày. Từ các em. Bắn nhanh, bắn nhanh. Ok. Tổ sư đông thế. Bắn nhiều này. Bắn nhiều này. Xong chưa? Qua chỗ này vừa hack não vừa khó, sợ thật. Từ từ cưng, ôi từ từ thôi, mẹ đánh kinh thế. Ngon rồi. Ông lão 85 tuổi còn bắn ghê thế á. Tôi bắn kinh lắm. Tôi không chỉ bắn cái này kinh đâu, tôi còn bắn cái khác cũng kinh cơ. Ủa. Kia rồi. Con rời. Con rời. Làm trò gì đấy em? Ôi, bỏ mẹ hết mẹ đạn đấy thôi.
Đánh kinh thế. Xong rồi. Gạt này là xong luôn. Mệt vãi. Nothing happened, but it is switched on. Okay, in that case, you have to activate the Bay 5 frequency algorithm, but don't erase the prime interface or the sub level might loop back. Nó cứ nói cái gì khó hiểu thế, toàn ngôn ngữ kỹ thuật. Nói đơn giản thôi, ôi trông bắt giới kìa. Cái dây nó bị vướng vào chim hay sao? Treo mẹ chim lên. Rồi đưa vào đây rồi. Nhìn đây là sao? Được chưa? Cho nổ đấy. Trông kìa. Thằng bắt giới nó bảo là nó bị máu dồn xuống đầu, thành ra là nhìn thấy có ngôi sao bay xung quanh mắt kinh. Như nào đấy? Rồi tránh ra, tránh ra để nó nổ. Ok rồi. Gì đấy? Hay vậy vậy. Từ các cưng. Mày quá có đạn rồi. Bắn nhiều. Thôi rồi ok. Hôm nay K1 chúng ta chơi ở đây thôi nhá. Anh em nghỉ vài phút trước khi chúng ta bắt đầu K2 nhá. Ủa từ đã, từ. Đánh nốt con này đã. Ok. Tôi nghĩ là chắc là hôm sau chúng ta mới phá đảo được. Đến tiêu diệt cái băng đảng tôn thờ cái L. Bye bye see you again nhá.